sẽ quay được trái qua đi. Wow. Yay. Wow. Wow. Và đây là tôi trong tình trạng chật tóc chưa lên đồ. Hôm nay chúng mình sẽ lên đồ để đi đám cưới người yêu cũ nha. Xin chào, đây là Link Game. Nếu lần đầu các bạn đến với kênh, đừng quên like và subscribe kênh nhé. Hôm nay chúng ta được bóng bay chị đẹp tham gia một bữa tiệc cưới trong game Đừng Làm Phiền Tôi. Đầu tiên sẽ là tóc, tôi sẽ chọn bên có gắn nhiều hoa hơn ở trên đầu để trông ngon hơn cô dâu luôn. Nên chọn van hay van, không phải nghĩ, không cần nghĩ luôn. Còn váy thì chắc chắn là váy màu trắng. Đúng thế, không thể nào vào màu khác được, chắc chắn phải là màu trắng. Mình đi đám cưới mà, mình phải mặc màu trắng. Make up à? Tông Hàn Quốc nhẹ nhàng nha. Còn chọn em bé hay là hoa bây giờ? Tất nhiên phải là hoa rồi. Sao vậy, chọn em bé được nhỉ? Hay là... nên chọn bé hay chọn hoa nhỉ? Mất rồi. À, nghĩ lâu quá thua mất rồi. Chưa cả chơi. Lại là các bạn. Lần này vẫn thế nhỉ? Nó phải để phân cô dâu. Tao gần hoa này. Vàn dài 3 mét luôn. Váy đương nhiên phải là váy công chúa rồi, váy cô dâu rồi. Chọn cái này cho em. Anh đẹp trai. Anh ửng hồng má luôn kìa. Make up à? Lần này vẫn giữ nguyên make up Hàn Quốc cho em nhé. Đấy, anh xem cái tư thế. Cầm hoa cưới. Yeah. Ôi giời tức quá, mình xinh hơn rồi. Xinh hơn rồi nhưng mà không thắng được game các ông ạ. À, vậy. Lần này mình tém tém lại chút, tóc dài nha. Sau đó thì cặp tóc nhẹ thôi, cặp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Lấy váy tím đi. Mình nhẹ nhàng thôi, mình không hơn cô dâu nữa. Không có dâu không cho mình đi đám cưới. Mấy cái Hàn Quốc này. Cầm hoa để tặng cô dâu với nhá. Để xem nào. Vẫn thua, tại sao lại thua nhở? Lại nha. Tóc là bây giờ tóc ngắn đi, búi lên, mình đi tiệc mà mình phải làm đầu lồng lộ một chút, nhưng mà kẹp nhỏ đi, thêm vào cái kẹp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mặc váy tím. Váy tím đi. Mình ở Hàn Quốc, lần này chọn em bé đi, mang con đến chắc là không bị đuổi ra đâu nhở. Vẫn bị đuổi luôn, tại sao lại bị đuổi nhờ? Lại nào, lần này chắc là sẽ chọn tóc dài nha. Cho em kem nhỏ này, rồi váy tím. Lần trước mình chọn tóc dài, lần này mình sẽ chọn tóc ngắn. Lần trước mình chọn tóc ngắn, nên lần này mình làm tóc dài nha. Em bé, tóc dài, chắc chắn là thắng. Không, chắc chắn lắm, là thua. Nó một lần nữa thôi này. Lần này tôi sẽ chọn tóc dài đi. Nên chọn tóc dài các ông ạ. Và kẹp nhỏ thôi. Kẹp nhỏ. Rồi chọn váy tím. Hình như là mỗi một lần mình chọn đúng là cái đẹp trai kia sẽ cười đúng không? Anh xoài ca sẽ cười tươi hơn đúng không? Chọn em bé. Anh đẹp trai không có biểu cảm gì. Là thua rồi. Sao lại thua nhở? Mình sai chỗ nào? Thế mình có thiếu cái gì không nhở? Ơ,
Ông nào giúp tôi với. Trời, cái này khó quá. Lần này tóc ngắn đi. Lấy van này. Mình vẫn mặc như cô dâu nha mọi người, như mình mấy con. Mặc giống cô dâu hay là hôm nay thử trang điểm đậm đi. Trang điểm đậm lên một chút rồi mình cầm hoa đi. Không bé nữa, không bé em bé nữa, đằng nào cũng thua. Đấy, tôi biết ngay mà, đằng nào cũng thua. Lần này chọn cái gì đây? Có mỗi bên trái bên phải thôi mà khó phết đấy. Tóc dài nha, giữ nguyên nhá. Kép nhỏ này. Rồi đến váy trắng. Rồi lần này mình make đậm đi. Không ấy, mình không nhạt được thì mình make up đậm nha. Cầm hoa đến. Phá đám cưới luôn. Lần này chẳng thua. Tối thật đấy. Thêm một lần nữa này. Đấy, em gái tóc dài. Xem mặt nam chính có vui không nha. Chọn xa để cho ông ấy cười từ đầu buổi đến cuối buổi xem có được không này. Cặp tóc. Anh cười đến hồi này là thấy xoái ca hết đẹp trai rồi. Váy tím. Lên đồ. Make up Hàn Quốc. Rồi ôm hoa đi, không ôm em bé đâu. À, lại thua, trời đất ơi. Lại thua rồi, tức thật đấy. Lại một lần nào. Lần này quyết tâm không được thua nha. Thử cái van dài về cái váy tím xem nào. Liệu phối thảm họa như này có khi nào lại thắng không? Nhiều khi có những sự lựa chọn ta không muốn nói luôn ấy. Rồi tiếp theo thì thêm một option nữa. Thầy có dấu chấm than ở đây là thầy sai sai nha. Chọn lần này là tôi biết là lại phải chơi lại đấy không ạ? Thêm một lần nữa nào. Nhìn thấy có dấu chấm than ở trên đầu là tôi thấy tôi phải chơi lại rồi đấy. Thôi mẹ bé đi. Mang con để cướp chú rể luôn. Nốt một lần này nữa thôi này. Không chơi được nữa tôi cũng chịu. Trời đất ơi. Nghĩ vậy mà không phải vậy nha. Khó phết ạ. Lần này tôi sẽ dùng tóc dài. Kẹp nhỏ. Váy tính đi. Hay liệu có cái chỗ nào mà mình sai không? Ống đại xem nào. Hay có gì cả. Rồi lần này chọn em bé đi. Ơ, đâu có cái kỳ kêu hay sao ấy nhỉ? Ở khác người cô gái. Cầm hoa này. Rồi, lý do thì sao thắng? Các ông có biết tại sao thắng không? Chỉ cho tôi với. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi đã thắng trận này các ông ạ. Khó hiểu thật đấy. Ai biết thì chỉ cho tôi với. Tại sao tôi lại thắng?